Trung Quốc xanh mặt khi biết Việt Nam tự chế hàng trăm siêu ngựa thồ từ xe tải dân sự xịn hơn cả xe Nga. Xin chào quý thính giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, khi hỏi đến sức mạnh quân sự của một quốc gia bất kỳ, người ta sẽ hay nhắc nhiều đến 4 loại khí tài vũ khí là máy bay, tàu ngầm, tên lửa, xe tăng. Đương nhiên rồi, vì những loại kể trên phản ánh rất nhiều khả năng chiến đấu và tiềm lực quốc phòng của một đất nước. Tuy nhiên, cũng còn một số lực lượng vô cùng quan trọng khác nhưng lại thường hay bị bỏ quên và ít được nói đến hơn. Đó chính là lực lượng vận tải quân sự, hay còn được gọi với biệt danh là các siêu ngựa thồ. Tưởng rằng chỉ làm nhiệm vụ thuần túy là chở hàng, chở người, thế nhưng các cuộc chiến tranh nổ ra gần đây đã cho thấy sự quan trọng vô cùng của xe tải quân sự trong tình hình thực chiến. Muốn chở hàng bao gồm đạn dược, thuốc men, vũ khí và kể cả binh sĩ ra chiến trường, cách rẻ, bền và nhanh gọn nhất vẫn là 4 bánh quân sự mà thôi. Khổ một nỗi, xe tải quân sự phải cần có số lượng vô cùng lớn đến hàng trăm hàng ngàn xe, nếu mua của nước ngoài cũng được thôi, nhưng không phải là giải pháp tiết kiệm và lâu dài. Hiểu được điều đó, trong vài năm gần đây, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bất ngờ tìm ra cách nâng cấp cải tạo xe tải dân sự thành xe quân sự với hiệu quả thực chiến chả thua kém gì xe Nga, xe Mỹ. Thông tin này đã đến tai Trung Quốc và những lời bàn tán bắt đầu rộ lên. Vậy cụ thể người Trung Quốc họ nói gì và xe tải quân sự do Việt Nam tự chế có gì ưu việt? Chúng tôi sẽ tiết lộ trong xuyên suốt video hôm nay. Nhưng trước đó thì các bạn hãy cho kênh Việt Nam Stronger xin một nút like và đăng ký kênh nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là điểm động lực rất lớn để chúng tôi làm những video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuyện là mấy hôm vừa rồi, trên mạng xã hội Douyin.com của Trung Quốc đã nổi lên một số đoạn video quay lại đoàn quân xe tải quân sự của Việt Nam. Kèm theo đó là những dòng mô tả kiểu như: đây là xe tải do Việt Nam tự chế, chở được cả một chiếc xe tăng trên địa hình rừng núi hiểm hóc. Rồi Việt Nam đã làm được những kỳ tích đáng gờm khi tự sản xuất cả trăm chiếc xe tải dùng trong chiến tranh mà Trung Quốc chưa làm được. Trong các video này, có thể thấy hàng chục, hàng trăm chiếc xe tải lớn nối đuôi nhau, tỏ ra cực kỳ hùng hổ trên đường. Bằng mắt thường, chúng ta có thể thấy những dòng xe mang nhãn hiệu nổi tiếng như là Kamaz, Hyundai, đầu kéo chở tăng KZKT. Nhưng tất cả dường như là đã được nâng cấp thành một diện mạo mới và mang dáng dấp của những chiến binh sẵn sàng làm nhiệm vụ vận tải bất kỳ lúc nào. Bên dưới các đoạn video nói trên, người Trung Quốc đã để lại những bình luận đáng chú ý như sau. Kinh khủng, chúng ta đôi khi thậm chí còn không có xe quân sự, phải dùng ngựa kéo chở đi. Việt Nam đang trở nên mạnh mẽ hơn một cách âm thầm. Đồ cổ cũ được bảo quản tốt và được làm mới, nó có thể hủy diệt những món đồ mới nhưng yếu ớt của chúng ta. Rất nhiều đồ cổ của Liên Xô cũ nhưng đã được sửa chữa và hiệu quả khó tin, đây là sự trỗi dậy của các cường quốc tương lai. Đừng coi thường Việt Nam, họ đã học hỏi và đuổi kịp chúng ta. Họ là một đội quân kiên cường, chúng ta đã bị tổn thất trong cuộc phản công tự vệ năm 1979. Về mặt chiến thuật, cần chú ý đến họ và khả năng vượt khó của người Việt Nam rất mạnh, đánh giá thấp kẻ thù và bất cẩn sẽ dẫn đến tổn thất. Việt Nam có thể khiến Mỹ đau đầu, vì vậy đừng đánh giá thấp họ. Hôm nay sản xuất được xe tải, ngày mai sản xuất được xe tăng, ngày kia sẽ tạo thêm một chiếc tàu ngầm. Đó là những nhận xét đánh giá của cư dân mạng Trung Quốc. Có thể thấy một chút gì đó là nể nang và tôn trọng, khác với những comment chê bai dè biểu mọi lần. Các bạn Trung Quốc tỏ ra e sợ như vậy hoàn toàn là có lý do, bởi những gì Việt Nam làm được có thể diễn tả bằng một câu. Đó là sự trỗi dậy một cách lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Và đặc biệt, đó là vì chính Trung Quốc đã chứng kiến sự đáng sợ của lực lượng hậu cần Việt Nam từ trong thời chiến. Trước khi xem những chiếc xe tải quân sự được cải tiến ra sao, thì hãy nhìn về lịch sử để xem đoàn quân xe tải của Việt Nam từng góp phần quật ngã các cường quốc theo cách nào. Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Những câu thơ trong bài thơ Tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật đã phần nào khắc họa được hình ảnh của những chiếc xe vận tải quân sự. Những chiếc xe từng một thời ngang dọc Trường Sơn, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử của dân tộc. Nếu như trong chiến dịch Điện Biên, lực lượng vận tải quân sự bằng ô tô của quân đội ta còn rất ít ỏi, thì tới kháng chiến chống Mỹ, số lượng đầu xe ô tô vận tải đã phát triển nhanh chóng, nhờ được các nước bạn bè anh em viện trợ. Thời kỳ cao điểm, trong biên chế quân đội ta đã có tới 2 sư đoàn ô tô vận tải với hàng nghìn xe trong biên chế. Điều mà hiếm quốc gia nào trên thế giới có tổ chức biên chế lực lượng vận tải quân sự lớn tới như vậy. Tất cả các loại xe của Liên Xô, Tiệp Khắc, Đông Đức cho tới Trung Quốc đều được bộ đội vận tải sử dụng hiệu quả để chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong đó, đường Trường Sơn hay đường mòn Hồ Chí Minh là đỉnh cao chói lọi của nghệ thuật quân sự Việt Nam, giúp cung cấp binh lực, lương thực và vũ khí khí tài để chi viện cho quân giải phóng miền Nam và quân đội nhân dân Việt Nam trong 16 năm. Từ 1959 đến 1975 của thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Vì thế nên đường Trường Sơn còn được những người lính trong cuộc chiến năm xưa gọi là tuyến lửa.
Cho đến ngày nay, quân đội Việt Nam chưa bao giờ bỏ quên việc trang bị xe tải quân sự. Làm sao để chúng có sức cơ động cao nhất, khả năng chuyên chở lớn nhất để thay thế cho những dòng xe vận tải đã cũ. Và lúc này, hàng trăm chiếc xe tải quân sự tự chế từ xe tải dân dụng đã ra đời. Mời các bạn hãy cùng ngắm nhìn những siêu phẩm xe tải quân sự sau đây. Đó là 3 mẫu xe thật có mặt tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2019 được tổ chức tại Hà Nội và từng gây chấn động mặt báo vào thời điểm đó. Nổi bật trong đó là xe đầu kéo Kamaz 65525. Chiếc xe có trọng lượng 11 tấn được nâng cấp dựa trên xe tải Kamaz 6522, chiếc xe quen thuộc dùng trong các lĩnh vực dân sự mà chúng ta hay bắt gặp trên đường phố. Cần nói thêm rằng, Kamaz cũng là một trong những nhà sản xuất xe tải lớn nhất thế giới. Các dòng xe tải quân sự và cả dân sự của họ đã có mặt ở nhiều cuộc chiến tranh, xung đột và chứng minh được độ tin cậy, hoạt động bền bỉ và sức mạnh rất lớn. Không chỉ cung cấp cho quân đội Nga, Kamaz còn có mặt trên khắp thế giới, trong đó Việt Nam là thị trường quen thuộc từ thời Liên Xô. Sau khi được nâng cấp, chiếc xe này có thể kéo theo rơ móc có trọng lượng tối đa 50 tấn. Xe có bộ vi xoay chuyển động ở cả 3 trục xe. Ngoài chuyên chở hàng hóa thì chiếc xe này có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau như xe chở bệ phóng tên lửa, hậu cần, xe chở radar. Có một điều vô cùng ấn tượng về những chiếc xe quân sự là tính năng tự động thay đổi áp suất bánh xe theo địa hình và tự bơm khi lốp bị thủng. Điều này vô cùng hữu ích trong điều kiện chiến trường cũng như là khi di chuyển trên đoạn đường rừng núi xa xôi, không tiện cho việc sửa chữa. Hơn nữa, xe vận tải Kamaz vẫn luôn phù hợp với địa hình Việt Nam, leo đồi núi Việt Nam quá khỏe, độ bền thì khỏi bàn. Nói tóm lại, những chiếc xe quân sự kể trên của Việt Nam là những chiến binh thực sự trên những chặng đường xấu, khả năng trèo đèo lội suối của nó khiến hầu hết những chiếc xe địa hình dân sự phải kính nể. Đó là những chiếc xe nuốt gọn những ổ gà, ổ trâu, ổ bò và thậm chí là ổ khủng long một cách dễ dàng. Năm xưa trong thời chiến, những con suối nước chảy xiết với độ sâu trên 1 mét, nước có thể cuốn trôi SUV cũng chẳng thể làm khó cho những chiến binh vận tải của Việt Nam. Ngày nay thì những dòng xe với công nghệ mới hơn, được cải tạo và nâng cấp ưu việt hơn chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Có mặt trong biên chế của tất cả các quân binh chủng và bộ đội biên phòng, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất, đội ngũ xe vận tải quân sự còn tham gia nhiều công tác như là phòng chống thiên tai, bão lụt. Xe thế hệ cũ nhưng được làm mới lại thì vẫn còn xài ngon, thì tội gì mà không xài đúng không nào các bạn? Nhưng tất nhiên rồi, tất cả đều cần thời gian và chưa có gì phải vội. Nước họ đi trước nước ta cả mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm mới được như vậy. Trong khi ta thì mới độc lập cách đây chưa lâu, kinh tế chưa mạnh thì sao mà bắt kịp họ được. Miễn sao cứ âm thầm tiến lên như vậy là con dân Việt Nam cũng mừng lắm rồi. Chỉ hy vọng rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ làm chủ được nhiều công nghệ sản xuất vũ khí khí tài hơn nữa để sớm đưa Việt Nam tự chủ vũ khí, không cần phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí khí tài của Nga. Còn các bạn có quan điểm như thế nào sau khi xem video này? Nhanh tay bình luận bên dưới nhé! Ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.